Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Chặng Đường Sân Khấu, Đoàn Nghệ thuật Sân khấu Văn Lang xin giới thiệu đến quý vị đêm đại nhạc hội trực tiếp thu hình tại Sài Gòn Performing Arts Center vào lúc 6 giờ chiều ngày 23 tháng 6 năm 2013 với Phượng Liên, Ngọc Đáng, Văn Trung, Bảo Quốc, Linh Tâm, Thanh Thanh Tâm, Hồng Loan, Xuân Mỹ, Thanh Kim Mỹ, Tuấn Phong, Mai Thế Hiệp và nhiều nghệ sĩ khác. Đặc biệt có sự góp mặt của Kim Tử Long, Lý Nhân Hậu đến từ Việt Nam. Ngoài ra còn có những ca sĩ tài danh như Giang Tử, Phương Hồng Quế, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Phạm Huy Du, Phạm Thanh Thảo. Điều khiển chương trình Mai Chân, Lê Bá Trừ, Phạm Khanh. Vé bán tại Tú Quỳnh, Thanh Kim Mỹ và Mai Chân.